Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với ẩm thực của mình. Hôm nay mình làm món sườn kho dưa chua. Mình dùng 600g sườn và 200g dưa cải chua. Đầu tiên chúng ta sẽ đun sườn lên và thêm một thìa nhỏ muối để làm sạch. Khi nước sôi thì tắt bếp, vớt sườn ra, rửa sạch và để ráo nước. Ướp sườn với gia vị, hạt tiêu trong khoảng 30 phút. Cho một thìa đường và một thìa dầu vào chảo. Rồi thêm sườn vào đảo đều. Để khi sườn săn lại thì thêm hành, tỏi băm, phi cho thơm. Đảo đều sườn với hành tỏi và cho dưa chua vào cùng. Các bạn có thể thêm ớt băm thì tùy thích nha. Và thêm một thìa nước mắm. Đảo đều tất cả. Rồi thêm nước xâm xấp. Đậy vung và để nhỏ lửa liu riu. Khi nước gần cạn thì tắt bếp và cho ra đĩa. Wow, rất thơm các bạn ạ. Món này ăn vào ngày mưa và thời tiết mát se lạnh thì rất là ngon, rất là tốn cơm. Xin mời các bạn. Các bạn ơi, các bạn hãy like, share video và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.